Xin chào các bạn, mình là dược sĩ Cẩm Tú, mình đến từ chi dược huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, và đây là hàng số điện thoại như mình để các bạn có thể liên hệ và cập nhật. Ngoài ra số điện thoại của mình có gắn lên trên quầy, đấy là thương hiệu dược sĩ Cẩm Tú, số điện thoại 0352939457. Mình xin chia sẻ với các bạn cái sản phẩm mầm đồng hành organic của công ty dược phẩm Bình An. Nó là cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm số 00561/2017 của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, và có số đăng ký kinh doanh số 4235/2019 của đăng ký về sản phẩm. Hiện nay mầm đậu nành là các sản phẩm mà được rất nhiều người phụ nữ lựa chọn để mà sử dụng để giúp cho đẹp da, tăng cường nội tiết phụ nữ, và đặc biệt là chứa được những vấn đề thoái hóa bên trong người phụ nữ. Và trên thị trường hiện nay thì có khá nhiều dòng về mầm đậu nành, trong đó có mầm đậu nành organic là một cái sản phẩm mầm đậu nành, đấy là cái thương hiệu thứ hai sau mầm đậu nành Lisa. Mầm đậu nành Lisa trước đây của là công ty dược Bình An, nhưng mà trước đây chỉ có mầm đậu nành không, thì nó là cái sản phẩm trực tiếp là tốt cho vòng 1 là chính. Nhưng mà hiện nay là mầm đậu nành công ty dược Lisa nó có phối hợp thêm cái thành phần thứ hai, đấy là organic. Organic là tên khoa học của thành phần sâm tố nữ. Sâm tố nữ theo khoa học nó là tinh chất của bột sâm tố nữ, tinh chất maca. Nó sẽ giúp cho người phụ nữ là không những bổ sung cái mầm đậu nành mà nó sẽ còn là tốt cho nội tiết, tốt cho sinh lý. Khi mà cái nội tiết và sinh lý được nâng cao thì nó sẽ kết hợp với mầm đậu nành để vừa đẹp da vừa đẹp dáng, và nó điều trị các vấn đề thoái hóa người phụ nữ. Và khi nội tiết có tốt thì nó sẽ hỗ trợ được các vấn đề ví dụ như là thâm, sạm nám, sạm da, tàn nhang, nồi mụn, giúp da trở nên căng mịn hơn, giúp tăng cường sinh lý nữ. Và sinh lý nữ được tăng cường thì nó sẽ giúp cho là các cái rối loạn về tiền mãn kinh, ví dụ bốc lửa, bốc hỏa, rồi nám do hắc tố màu đen tạo ra nám, từ đó nó được đẩy lùi. Và cái mầm đậu nành này là cái mầm đậu nành từ tự nhiên. Hiện nay thì có rất nhiều cái mầm đậu nành chiết xuất cả dưới dạng viên uống, nhưng mà dưới dạng viên uống của một số hàng thì nó có chứa một số cái thành phần thuốc, do vậy nó không phải là được tự nhiên. Và phải nói rằng là cái mầm đậu nành organic của công ty dược Linh Trường Ba nó hướng đến đó là sản phẩm từ thiên nhiên, tức là kết hợp với cái bột sâm tố nữ là bột tinh chất maca đó, với chiết xuất từ mầm đậu nành tươi lên men tự nhiên, chiết xuất công nghệ nano, thì nó sẽ giúp cho bạn làm một cách tự nhiên mà không có chứa thành phần thuốc gây hại. Do vậy mà có phải nói với các bạn là tại sao mà mình từ vừa nãy giờ mình có đọc cho bạn hai tiêu chuẩn, là tiêu chuẩn chất lượng của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm về chất lượng mầm đậu nành tự nhiên, và tiêu chuẩn đăng ký số, đây là đăng ký được phép lưu hành bên ngoài thị trường, đăng ký số 4235/2018/2019 của bên đăng ký cấp phép của các nhân bên y tế của Việt Nam. Trong khi đó trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều mầm đậu nành có thể cả tự sản xuất, và các cái mầm đậu nành không quy chuẩn, và có những sản phẩm viên uống không đạt chuẩn. Thì nếu như mà các bạn trước khi dùng sản phẩm mầm đậu nành nào, các bạn phải để ý hai tiêu chuẩn, đây là tiêu chuẩn của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm về chất lượng mầm đậu nành, và tiêu chuẩn về cái cục tiêu chuẩn về đăng ký số được phép phân phối bên ngoài thị trường của Bộ Y tế. Cần phải có đăng ký số của Bộ Y tế cho phép phân phối ngoài thị trường thì các bạn dùng nó phải không lo cái phản ứng phụ, bởi vì cái phản ứng phụ của những cái sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về mầm đậu nành, nếu các bạn uống lâu dài nó có thể sinh ra u sơ u nang và sinh ra các bệnh khác do dư thừa hoặc do những cái độc tố gây hại mà chưa được phép. Vậy tinh chất mầm đậu nành organic của công ty dược Linh Spa, của công ty dược Bình An thì nó đã được cấp phép của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm cũng như đăng ký số của Bộ Y tế, được phép lưu hành rộng rãi ngoài thị trường, thì các bạn dùng lâu nó không do phản ứng phụ và không gây bị độc tố, và nó không gây những cái phản ứng là các bạn bị u sơ u nang. Do vậy lưu ý các bạn là các bạn sử dụng mầm đậu nành phải nào phải đạt hai tiêu chuẩn như mình vừa nêu trên, theo tiêu chuẩn của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm và tiêu chuẩn để được phép lưu hành bên ngoài thị trường của Bộ Y tế. Và đây là sản phẩm đảm bảo được cái sản phẩm chất lượng đó, do vậy mình mới đưa vào nhà thuốc của mình, đây là sản phẩm nhà thuốc của dược sĩ Cẩm Tú và duy nhất, đây là sản phẩm mình đang bán nhiều nhất và cảm thấy uy tín nhất khi đưa đến tay các bạn người tiêu dùng. Sản phẩm này có thể nói rằng là theo nguyên lý, mình sẽ giải thích cho các bạn là cái công dụng của nó thì đã có ghi trên sản phẩm, đó là chiết xuất từ mầm đậu nành bột sâm tố nữ. Công dụng của nó là tăng cường nội tiết tố của người phụ nữ khi độ tuổi lên 25-30 tuổi đổ ra, thì nội tiết tố các bạn tự khắc suy giảm, thì các bạn phải tự, còn nếu các bạn muốn là da của mình đẹp, nội tiết của các bạn được không bị suy giảm gây ra nám, sạm da, tàn nhang nồi mụn, tất cả những phụ nữ sau khi lập gia đình, đặc biệt đứa con thứ hai đổ ra trên 30 tuổi, thì mình có quan sát là tất cả các vấn đề da các bạn đều có xuất hiện nám, tàn nhang từ bên trong,
cái hắc tố melanin màu đen nhiều, và đặc biệt là da các bạn không căng, dạ, cháy xệ, kể cả cháy xệ về da và vòng 1. Thì sau thì qua những cái điều đó thì mình cảm thấy là cái mầm đậu nành là cái sản phẩm cực kỳ cần thiết cho người phụ nữ. Khi các bạn uống cái sản phẩm nào này hàng ngày thì nội tiết các bạn được bổ sung vào thì nó đầy đủ hơn, thì các bạn sẽ không gây ra các bạn là nám tàn nhang rồi mùi sớm luôn, và từ đó nó sẽ căng da đẹp da các bạn và sinh lý các bạn không bao giờ được suy giảm. Thì các bạn sẽ cảm thấy là cái vòng cái sinh lý người phụ nữ luôn luôn được tăng cường, và các bạn sẽ cảm thấy là giữ gìn được cái hạnh phúc của người gia đình. Và tất cả người phụ nữ có hấp dẫn ở không ở chỗ đấy là chính là nội tiết. Khi các bạn nội tiết các bạn suy giảm, nội tiết các bạn không có thì các bạn không thể giữ gìn hạnh phúc gia đình được, mặc dù ông chồng nó có ngoan bao nhiêu. Nhưng mà để bây giờ hiện thời sự của cuộc hiện đại ấy, thì bây giờ nó rất nhiều cái cám dỗ bên ngoài thị trường, các bạn không, bên ngoài môi trường thì các bạn không thể giữ được. Và cái người phụ nữ có hạnh phúc hay không đó là chính là các bạn bí quyết của người nội tiết. Nội tiết người phụ nữ có tốt thì các bạn sẽ chiến thắng được tất cả vấn đề, từ xinh đẹp, từ giỏi giang, đầu óc các bạn minh mẫn hơn nhờ bổ sung các vi chất. Thông qua cái tinh chất mầm đậu nành này nó cũng bổ sung rất đa vi chất nhé các bạn nhé. Thì từ đó các bạn không bị lão hóa sớm, các bạn cũng trở nên minh mẫn hơn, da vẻ đẹp hơn. Sinh đặc biệt, sinh lý của bạn có tốt thì các bạn trở nên hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây với nhiều nghĩa, hấp dẫn ở đây để giữ gìn cuộc sống gia đình, hấp dẫn ở đây để giúp các bạn là thành công trong công việc hơn. Da các bạn có đẹp, từ lời ăn tiếng nói các bạn có dịu dàng. Rồi tất cả các vấn đề của bạn nó sinh ra từ nội tiết. Các bạn để nội tiết suy giảm, các bạn sẽ trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng và dễ đau đầu, rối loạn tiền đình. Da các bạn không được đẹp, sức hấp dẫn các bạn không có thì trong cuộc sống các bạn luôn là người thất bại. Nhưng mà cuộc sống của bạn sẽ trở nên chiến thắng và thành công khi các bạn làm cho da, làm cho cơ thể, tất cả các vấn đề của bạn các bạn đẹp thì các bạn sẽ chiến thắng được tất cả vấn đề. Và có thể nói là cái mầm đậu nành organic đó là sản phẩm mà giúp các bạn tăng cường nội tiết tố, mà nó có đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế cấp phép ở ngoài thị trường. Các bạn dùng cái sản phẩm này nó an toàn hơn các sản phẩm đang bày bán và đang quảng cáo nhiều hiện nay. Các bạn hãy lưu ý cho mình, đúng là lưu ý cho các bạn, lưu ý lại. Tất cả sản phẩm nào khi công bố ngoài thị trường để các bạn dùng vào người, nó cần phải đạt cái tiêu chuẩn gọi là đăng ký cấp phép. Đăng ký cấp phép là tiêu chuẩn rất quan trọng để được phép lưu hành ngoài thị trường. Rất nhiều sản phẩm khi lưu hành ngoài thị trường, khi qua cái kiểm định, thẩm định thì nó chưa đạt tiêu chuẩn thì các bạn sẽ có những phản ứng phụ về sau. Do vậy các bạn không nên dùng với cái tâm thế là người ta quảng cáo thấy hay là các bạn dùng. Các bạn phải sản phẩm hay rồi nhưng phải đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế các bạn nhé. Và sản phẩm này nó có đầy đủ những công dụng từ mầm đậu nành về da, về nội tiết, về sâm tố nữ, thì các bạn sẽ uống cho mình ngày 3 lần, mỗi lần rất đơn giản. Và cái mầm đậu nành nó rất dễ uống, các bạn sẽ lấy cho mình khoảng 2 đến 3 muỗng thìa cà phê, các bạn pha với khoảng một cốc nước thìa ấm, các bạn duy trì cho mình ngày 2 lần, tối và sáng cũng được. Thì sau một thời gian uống từ trên 10 ngày, khuấy đều với nước ấm, uống từ 3-6 tháng thì tất cả các vấn đề như mình nói các bạn sẽ được thay đổi, nội tiết tố được tốt lên, da sẽ không bao giờ xuất hiện nám tàn nhang đồi mồi, và cái nám ở trong da các bạn không bao giờ xuất hiện hắc tố màu đen, các bạn sẽ không có, và vô hình da các bạn sẽ được sáng đều, cơ thể các bạn sẽ được bổ sung máu, tái tạo hồng cầu vân vân, đầy đủ các vi chất. Và cái cách uống của nó thì các bạn ngoái đều nó uống, các bạn hãy tưởng tượng những cái gì nó là ngon, nó là tốt nhất cho bản thân mình thì bạn sẽ cảm thấy nó dễ uống hơn. Và các bạn uống cái này vào đúng là nó rất dễ uống mà. Các bạn ngoài với nước ấm thì các bạn thấy thơm ngon, dễ dùng lắm ạ. Vậy thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến Dược sĩ Cẩm Tú để được tư vấn thêm về sản phẩm này, cũng như đặt hàng miễn phí để vận chuyển toàn quốc các bạn nhé. À, lưu ý các bạn rằng là những ai mà khách hàng nào mà đang muốn tăng kích thước vòng 1 đấy ạ, thì bên mình có kem đường upside đến từ Nga. Một gói mầm đậu nành này là 300.000. Thì các bạn mua hai gói mầm đậu nành, đây là sản phẩm từ hãng cho nên là mình lấy từ hãng và giá từ hãng cho nên không có giá thấp hơn giá hãng các bạn nhé. Những giá thấp hơn hãng ấy thì dần chiếu những sản phẩm trôi nổi bên ngoài thị trường. Do vậy khi các bạn bên mình đã có sự hỗ trợ là bên mình nhà thuốc có rất nhiều nhiều cái sản phẩm mà hỗ trợ các bạn tốt. Do vậy khi các bạn mua một gói mầm đậu nành là 300, khi các bạn mua hai gói mầm đậu nành 600, bên mình có tặng cho các bạn một kem nướng upside này để các bạn là massage trên vòng ngực, massage buổi tối và sáng ngày 2 lần thì nó sẽ giúp cho bạn là vòng ngực các bạn sẽ trở nên căng tròn hơn, giảm chứng sệ cho những người bị chảy xệ da, đầy đặn và to hơn dành cho những người muốn kiên trì, muốn thay đổi làm cho vòng ngực của mình nó căng đầy và nó to ra, nó đẹp ra. Và đặc biệt là sau khi các bạn massage xong cái này ấy, thì làn da của vòng ngực của bạn cực kỳ đẹp, nó láng mịn và đẹp, đẹp tự nhiên luôn, thay vì là cái núm của bạn các bạn xấu rồi là da các bạn không được đẹp, da bạn không được sáng. Thế này nó có cải thiện tất cả nhờ các tinh chất của thiên nhiên trong cái sản phẩm kem đường upside của Nga, đạt tiêu chuẩn chất lượng tại Nga và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế các bạn nhé.
Vậy thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại của Dược sĩ Cẩm Tú gắn lên trên quầy để được tư vấn thêm và đặt hàng miễn phí vận chuyển về toàn quốc các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.